Hồi đầu năm gặp em ngày xuân đã mất vui. Từ ở đâu em đi nghênh ngang qua nước tôi dạo chơi, đem đến bao nhiêu hoang mang, lo lắng, sợ hãi, bất an. Và tính sơ sơ thì gần như là cả nước mất việc làm. Rồi cùng nhau bọn tôi đuổi mãi em mới đi. Nhà nhà hân hoan vừa bao nhau, may quá không việc chi. Ấy thế chưa tới trăm hôm em đã ngấp nghé quay lại, làm loạn còn hơn lúc trước đối phó đắm đuối như sâm lăng. Cả nước không ưa em, cả nước không thích em, mọi người phải đang giãn cách để không đón tiếp em vào nhà. Cả nước không ưa em, vì thế xin đi cho. Mà ở đâu tôi cũng thấy chiến đấu để em thôi lan tràn. Cả thế giới không ưa em, cả thế giới không ưa em, cả thế giới không ưa em. Phải kể luôn là em đập tan bao kế hoạch đoàn học sinh vì em mà nay năm cuối không yên thân. Nheo nhóc bao lớp công nhân cho đến thương lái nông dân, cả những khu phố kinh doanh thì đang công thức tiền mặt bằng. Dù nhớ em để khơi lên trong tim kết đoàn, để cảm ơn mồ hôi người đáng anh dũng không hay tên. Nhưng với tính chất như em có lẽ cho nan lâu thêm, bởi vì một thời gian nữa chẳng biết phải sống ra sao đây. Cả nước không ưa em, cả nước không thích em, mọi người phải đang giãn cách để không đón tiếp em vào nhà. Cả nước không ưa em, vì thế xin đi cho. Mà ở đâu tôi cũng thấy chiến đấu để em thôi lan tràn. Cả thế giới không ưa em. Cả nước không ưa em, cả nước không thích em, xa phòng giữa tay kỹ lương bơi không mua trước em vào người. Cả nước không ưa em, còn sắm thêm khẩu trang, tội nghiệp em ghê Covid rất sẽ có lúc em hiểu là. Cả thế giới không ưa em, 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 cả